bây giờ chữ ô. Chữ ô ạ, vâng, chính xác có một ô. Ngược sáng. Ngược sáng, ngược sáng. Phong trào đấu tranh Xô Viết Nghệ Chính được diễn ra ở liên huyện, liên tỉnh và rất nhiều các phong trào của nhân dân đã tiến công vào các huyện đường, Đà Lao, Tiên Diệu, Quang Bạc và buộc Quảng Thống Trị phải ký vào bản tiêu sách. Và đặc biệt hơn nữa, đó là cuộc đấu tranh tiêu biểu của 3.000 nông dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 7 tháng 9 năm 1930 đã bắt đầu chính là địa phương tiêu biểu trong phong trào Xô Viết Nghệ Chính. Và thế bác có biết gì về địa danh Can Lộc? Chưa, kêu như kêu. Và trong cũng lý thì đây cũng là một cái nơi mà phong trào cách mạng rất lớn đã có công.